Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kho xưởng sản xuất viên nén gỗ rộng khoảng 3.000 m2 ở thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước bị thiêu rụi hoàn toàn. Phản ánh của khán giả Đỗ Văn Trình có số điện thoại 0963 3 số cuối 845. Mỗi dịp tháng chạp hàng năm, người dân Khánh Hòa lại đổ về Cam Ranh để lấy cát trắng thay cho bát hương. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 456. Trong khi làn sóng cắt giảm lao động trong lĩnh vực công nghiệp đang xảy ra tại nhiều nơi, thì đối với lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn nhiều cơ hội việc làm dịp cuối năm cho lao động tự do. Phản ánh của khán giả Minh Phương có số điện thoại 0917 3 số cuối 824. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với huyện Hương Khê tổ chức buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc Chất. Chia sẻ của khán giả Chí Quân có số điện thoại 0985 3 số cuối 390. Cua biển 1,5 kg được trao giải cua to nhất Cà Mau, phản ánh của khán giả Phan Hằng Nga có số điện thoại 0916 3 số cuối 841. Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho xưởng sản xuất viên nén gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Kim Ngọc thuộc ấp 4, xã Nha Bích, thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước, làm thiệt hại nhiều máy móc tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một số công nhân đã phát hiện khói tại kho chứa nguyên liệu gỗ dăm xay rộng khoảng 3.000 m2 của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Kim Ngọc. Ngay sau đó, các công nhân đã hô hào dùng các vật dụng chữa cháy sẵn có tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, lửa bốc lên ngày một lớn, khiến các công nhân đành phải bỏ chạy ra ngoài, đồng thời báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước cùng Công an thị xã Trân Thành đã điều động 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế ngọn lửa. Do nơi xuất phát đám cháy chứa nhiều gỗ dăm xay, gỗ vụn dễ bắt lửa nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội, làm cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng hơn 1 giờ, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã cơ bản khống chế được khu vực cháy, không để cháy lan sang các khu vực khác. Tuy nhiên, nhiều máy móc và nguyên vật liệu gỗ đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại đang được thống kê. Để có nguồn cát trắng về thay bát hương cắm nhang và vun lại mộ người thân trong những ngày trước Tết, ngay trong những ngày đầu tháng chạp âm lịch, người dân Cam Ranh và Nha Trang, Khánh Hòa đã đổ về khu vực mỏ cát trắng Cam Ranh để lấy cát rất nhộn nhịp. Những ngày vừa qua, khi Tết Quý Mão đã cận kề, tại khu vực mỏ cát trắng Cam Ranh nằm tại bãi dài thuộc bắc bán đảo Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa, rất đông người dân địa phương, trong đó có cả những người từ Nha Trang vào đến đây để lấy cát. Các bao tải lớn nhỏ được người dân tận dụng để đựng cát. Người thì dùng xẻng xúc, người thì dùng tay múc cho vào bao. Người dân cho biết, do cát Cam Ranh rất trắng nên ra lấy về để thay bát cắm hương, cũng như vun lại nấm mộ của người thân trong ngày tảo mộ trước Tết. Cạnh đó cũng có người mang về bán tại các chợ để phục vụ nhu cầu của người dân thành phố trong những ngày đón Tết. Được biết, cát Cam Ranh rất trắng và mịn, từng được các nước công nghệ cao trên thế giới ưa chuộng và nhập khẩu, được coi là mỏ cát trắng duy nhất trong cả nước được thiên nhiên ban tặng cho tỉnh Khánh Hòa. Cuối năm, trong khi làn sóng cắt giảm lao động trong lĩnh vực công nghiệp đang xảy ra tại nhiều nơi, thì đối với lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn nhiều cơ hội việc làm dịp cuối năm cho lao động tự do, ghi nhận tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng là một trong những địa phương thu hút nhiều lao động tự do đến làm việc vì diện tích sản xuất nông nghiệp lớn. Nhưng lực lượng lao động tại địa phương không thể đáp ứng đủ nhu cầu canh tác do hai năm qua khi dịch COVID-19 bùng phát, hàng hóa ứ đọng, nhiều người mất việc làm đã trở về quê hương. Em thấy cuộc sống ở đây nó dễ, nó có công việc đều, nó dễ kiếm tiền. Dạ. Nên là một ngày mình đi làm được 280-300 nhưng mà cũng đủ để sinh hoạt chi phí, cũng dư giả để mình gửi về cho cuộc sống của mình.
Với nhu cầu canh tác, rau hoa đa dạng và cần nhiều lao động, nên chính những lao động cũng đã tự đứng ra tổ chức các hội viên làm việc như hội cây trồng, hội cắt hoa, hội thu hoạch rau hoa. Tổ chức việc làm theo hội nhóm sẽ tạo điều kiện cho việc chia sẻ công việc giữa những người có sức khỏe tốt với những người có sức khỏe yếu để có thể bổ trợ cho nhau. Tụi chị là lãnh khoán á, lãnh là một thiên gì bao nhiêu vậy á, rồi nhà vườn người ta kêu á, rồi mấy chị lãnh làm. Tụi chị là từ Ninh Thuận lên, rồi Sài Gòn ra cũng có. Nay công việc dễ kiếm tiền hơn, dễ làm hơn em. Đây là cơ hội tốt cho người lao động tìm việc làm, nhất là các lao động vừa chịu ảnh hưởng bởi việc cắt giảm lao động từ các khu công nghiệp. Đặc biệt, Lâm Đồng là địa phương an ninh trật tự ổn định, môi trường sống tốt nên thu hút ngày càng nhiều lao động đến làm việc lâu dài. Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, nhiều hộ nông dân sau khi nghiên cứu, tìm hiểu kỹ thuật và kinh nghiệm từ các mô hình nuôi gà đẻ trứng ở trong và ngoài tỉnh, nhiều hộ nông dân ở các địa phương đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư xây dựng chuồng trại để phát triển chăn nuôi gà đẻ trứng với quy mô hàng ngàn con một mô hình. Nuôi gà đẻ trứng khoảng sau từ 22 đến 24 tuần nuôi, gà bắt đầu đẻ trứng, tỷ lệ gà đẻ đạt khoảng 90%. Vừa nuôi vừa tích lũy, học hỏi thêm kinh nghiệm. Đến nay nhiều mô hình đã phát triển lên 1.500 con. Chi phí cho một con gà mỗi ngày từ 2.100 đến 2.200 đồng, gồm thức ăn, điện thắp sáng, công chăm sóc. Trung bình gà mỗi ngày đẻ một quả trứng, giá bán từ 3 đến 3.500 đồng một quả, trừ chi phí sau mỗi lứa cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ngoài bán trứng gà thương phẩm, toàn bộ chất thải của gà được nhiều hộ nông dân ủ men vi sinh để làm phân bón cho các loại cây trồng, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ mô hình này, nhiều địa phương đang tuyên truyền, vận động nhân dân học hỏi kinh nghiệm và làm theo, từ đó xây dựng thêm nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn. Cũng nhờ kiên trì tâm huyết với công việc, biết tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, nhiều hộ nông dân đã thành công với lựa chọn của mình khi nguồn thu từ trang trại nuôi gà đẻ trứng luôn ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân. Trong 5 ngày từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 12 năm 2022, tại Quảng trường Đại đoàn kết tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch năm 2022 với chương trình đặc sắc. Đây là dịp để Gia Lai quảng bá hình ảnh con người, cảnh sắc, kích cầu thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022 góp phần quảng bá hình ảnh tiềm năng và thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực như là nông nghiệp, công nghiệp, chế biến và du lịch, đồng thời giới thiệu tôn vinh quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm chủ lực của địa phương, ô cốp sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Gia Lai đến với người dân trong và ngoài tỉnh. Đến với tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022, du khách và nhân dân được trải nghiệm nhiều hoạt động như tham quan, mua sắm tại 150 gian hàng với nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp địa phương, sản phẩm tiêu biểu các tỉnh thành phố, sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hàng nông sản và nhiều hàng hóa phục vụ nhu cầu sắm Tết. Tại lễ khai mạc, ba đơn vị là công ty trách nhiệm hạn Vĩnh Hiệp, công ty cổ phần chè Biển Hồ, công ty trách nhiệm hạn xuất nhập khẩu Hoa Trang được tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2021 do Bộ Công Thương bình chọn, công bố quyết định trao văn bằng chỉ dẫn địa lý cho cà phê Gia Lai, nhãn hiệu chứng nhận chanh dây Gia Lai, chôm chôm Ia Gia Lai, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu phở khô Gia Lai cho các tổ chức cá nhân. Cũng tại đây diễn ra nhiều hoạt động như giao lưu ẩm thực vùng biển giữa các địa phương Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Định, Phú Yên, trình diễn cồng chiêng đường phố, cồng chiêng cuối tuần nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa Tây Nguyên, phục dựng một số nghi lễ văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, trưng bày hình ảnh đẹp, giới thiệu các thành tựu về kinh tế văn hóa và danh thắng của thành phố Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Cũng trong dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện Ia Gia Lai, thành phố Pleiku tổ chức lễ công bố và trao văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận cà phê Gia Lai, chanh dây Gia Lai, chôm chôm Gia Lai và quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Gia Lai, nhãn hiệu chứng nhận phở khô Gia Lai. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với huyện Hương Khê tổ chức buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Trong thời gian một buổi, trên 150 người gồm các cán bộ làm công tác dân tộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, nữ hộ sinh trạm y tế xã Hương Liên, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh nở và người trong độ tuổi từ 11 đến 49 tuổi dân tộc Chứt, bản Rào Tre, xã Hương Liên, được các đồng chí cán bộ lãnh đạo, bác sĩ trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng và trung tâm y tế huyện Hương Khê truyền đạt một số nội dung về những hệ lụy và tác hại của hôn nhân cận huyết, nguyên nhân, hậu quả của tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ trẻ em, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng, phát triển thể chất có liên quan trong lĩnh vực hôn nhân gia đình đến sức khỏe và đời sống con người. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành vi trong hôn nhân, nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, có phần nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe sinh sản, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và ngăn ngừa tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc Chứt, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay. Nếu như theo thông thường, sau mỗi vụ mùa thu hoạch, với lượng rơm cuộn nông dân sẽ bán đi, còn lượng rơm rạ còn trên ruộng sẽ tiến hành đốt. Tuy nhiên, hiện nay từ việc sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý rơm rạ sẽ giúp nông dân giảm được việc đốt rơm rạ, góp phần cung cấp hữu cơ cho đất, giảm phun thuốc phòng trừ dịch hại, từ đó tăng được hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất lúa của bà con nông dân. Trong vụ thu đông 2022, Trạm Bảo vệ Thực vật thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã thực hiện mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý rơm rạ, kết hợp công nghệ sinh thái gắn với liên kết tiêu thụ lúa vụ thu đông. Tại ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, có 19 nông dân tham gia với diện tích 30 ha trồng giống lúa Đài Thơm 8. Khi tham gia mô hình, yêu cầu nông dân phải thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật của trạm để đảm bảo tính hiệu quả của mô hình. Trong quá trình thực hiện, nông dân đã nhiệt tình, mạnh dạn thay đổi cách thức canh tác truyền thống, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng. Đồng thời, khi tham gia mô hình, nông dân được tập huấn về các nội dung hướng dẫn kỹ thuật canh tác, ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến thiên địch, sức khỏe và môi trường. Giới thiệu về hệ sinh thái đồng ruộng, hiệu quả sử dụng chế phẩm xử lý rơm rạ và phân hữu cơ trên đồng ruộng, hiệu quả khi liên kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Cái mô hình chúng ta đã thành công rất tốt, nghĩa là đối với những cái ruộng lúa mà xung quanh mà không thực hiện mô hình thì rõ ràng là cái ruộng lúa trong mô hình của chúng ta là nó phát triển tốt hơn và cái bông của nó là rất lớn và đẹp. Và cái nữa là chúng ta sẽ giảm được cái lượng thuốc trừ sâu trên đồng, bên cạnh đó cũng giảm được cái thuốc trừ bệnh. Lý do đó là khi mà chúng ta sử dụng cái chế phẩm để mà xử lý rơm rạ đó thì nó giúp cho cái rễ lúa chúng ta nó khỏe từ đầu, vì vậy cái sức kháng bệnh nó tốt hơn là so với những cái ruộng mà không có thực hiện trong cái mô hình. Thì cái ngộ độc hữu cơ do cái rơm rạ mà nó vùi xuống dưới đất nó làm cho rễ lúa đen rồi cái hấp thu dinh dưỡng nó kém, do đó thì cái bệnh nó cũng nhiều hơn. Đồng thời thì cái phân ở trên cái ruộng mà chúng ta thực hiện mô hình thì cái rễ nó khỏe, do đó cái khả năng hấp thu phân của nó nhiều hơn so với cái khả năng mà hấp thu phân của cái ruộng mà không có xử lý rơm rạ. Chính vì vậy đó thì cái lượng phân bón ở bên cái mô hình của chúng ta cũng giảm hơn so với bên ngoài. Thì đó là những cái ưu điểm của cái mô hình. Tham gia thực hiện mô hình, bà con nông dân đã đánh giá cao về hiệu quả mang lại khi ứng dụng chế phẩm vi sinh vào quá trình xử lý rơm rạ. Theo đó, chế phẩm vi sinh xử lý rơm rạ BS-13 giúp phân hủy rơm rạ hiệu quả. Nhờ ứng dụng các chủng vi sinh vật yếm khí, hiếu khí mạnh, có khả năng phân hủy cellulose, bã thực vật trong môi trường ngập nước, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây lúa phát triển khỏe mạnh. Một bịch sẽ được 2 công. Tôi có nhận là 3 bịch sẽ dạy được 6 công, là phần cái gò đó. Tôi thấy hôm nay là lúa chín mà không có cháy lá, chứ không làm một năm lại cháy lá chân. Thấy đạt đó, tốt quá, mình cũng tiếp tục qua trung tâm kinh đó là mình làm tiếp tục nữa, thấy đạt tiếp tục nữa là sao mình làm hết luôn. Cái điều kiện mà trước đây chúng ta sản xuất không có sử dụng các cái chế phẩm vi sinh đó thì cái cây lúa nó phát triển kém, do đó bà con chúng ta dùng cái lượng phân rất nhiều
và cái lượng thuốc cũng rất nhiều. Nhưng khi có cái chế phẩm thì nó phân hủy rơm rạ, thì từ cái rơm rạ này nó cung cấp thành một cái nguồn phân hữu cơ cho cái cây lúa ngay từ đầu, và cái rễ lúa chúng ta nó không bị đen, nó phát triển mạnh. Chính vì vậy đó, khả năng hấp thu phân nó nhiều, do đó thì chúng ta cũng phải lưu ý là chúng ta giảm lại cái lượng phân bón. Rồi kể cả luôn cái thuốc sâu bệnh thì chúng ta cũng phải giảm lại, và chúng ta cũng phải xử lý theo cái lúc mà chúng ta cần thiết. Thí dụ như sâu bệnh đến cái lúc mà chúng ta cần phòng trừ để tính đạt được cái hiệu quả kinh tế thì chúng ta mới phòng trừ. Còn nếu nó ít ít thì chúng ta nên bỏ qua luôn, để cho những con thiên địch ở trên cái những cái bờ hoa chúng ta nè đi xuống ruộng nó ăn, thì chúng ta không phải tốn tiền thuốc. Thì đó là những cái mà bà con cần lưu ý. Tại ruộng, mô hình sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý rơm rạ BS13 với 500 gram dùng cho 2.000 m2 xử lý gốc rạ tại ruộng, giúp làm mềm, tơi xốp đất, ít sâu bệnh, giảm chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, giúp ra rễ nhanh, khỏe rễ, không bị ngộ độc hữu cơ, cứng cây đứng lá. Ví dụ đây là một cái gói chế phẩm mà chúng ta có thể sử dụng được trong cái điều kiện là đất ruộng chúng ta có nước. Và cái chế phẩm này phân hủy rơm rạ cũng rất mau, chỉ trong vòng 5 đến 7 ngày thì nó có thể phân hủy cái rơm rạ, giúp cho cái cây lúa chúng ta phát triển tốt. Thì không riêng gì ở cái chế phẩm này, ở trên thị trường chúng ta cũng có rất nhiều chế phẩm. Do đó khi bà con sử dụng chế phẩm để mà xử lý rơm rạ, bà con phải xem lại cái điều kiện đất chúng ta như thế nào. Nếu trong điều kiện khô thì bà con nên chọn cái nhóm Trisodiacma để bà con xử lý rơm rạ. Còn trong cái điều kiện ngập nước thì bà con phải chọn những cái chế phẩm có thể phân hủy rơm rạ trong điều kiện yếm khí thì mới hoạt động được. Còn nếu bà con sử dụng cái Trisodiacma trong cái điều kiện mà hiếu khí thì vô yếm khí nó chết, nó không hoạt động được. Ngoài ra, kết hợp mô hình công nghệ sinh thái, nông dân tiến hành trồng hoa trên bờ ruộng theo hình xương cá, hình chữ L. Qua thực tế tại ruộng mô hình, khi bà con nông dân ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý rơm rạ, kết hợp công nghệ sinh thái đã giúp bà con nông dân tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận 1 triệu đồng so với ruộng đối chứng. Trước mắt thì tại mô hình chúng ta đang thực hiện thì nông dân tiếp tục thực hiện. Bên cạnh đó thì chúng ta đã tổ chức hội thảo để cho nông dân đánh giá thực tế, từ đó thì chúng ta mới nhân rộng ra mô hình. Tại vì nông dân thì khi thấy thực tế thì họ mới tin, họ mới làm. Chiều ngày 25 tháng 12, Ban tổ chức Ngày hội cua Cà Mau đã trao giải nhất cho con cua biển có cân nặng là 1,45 kg cho người sở hữu ở huyện Nam Căn, Cà Mau. Bên cạnh đó, 69 món ăn được chế biến từ cua biển Cà Mau cũng đã xác lập kỷ lục Việt Nam. Lẩu mắm U Minh Cà Mau cũng được nhận bằng kỷ lục châu Á. Vượt qua 40 cua khổng lồ khác, con cua biển của ông Dư Thái Bình ở huyện Nam Căn, Cà Mau đã được Ban tổ chức Ngày hội cua Cà Mau trao giải nhất trị giá 15 triệu đồng, cùng biểu trưng cho người sở hữu cua lớn nhất Cà Mau. Cua Sumo với trọng lượng 1,452 kg. Các đối thủ của cua Sumo đa phần đều có trọng lượng từ 1,1 kg trở lên. Theo đó, cua dự thi phải có nguồn gốc xuất xứ từ tỉnh Cà Mau, cá nhân tổ chức sở hữu cua tham dự cuộc thi cam kết và chịu trách nhiệm về nguồn gốc xuất xứ của cua. Cua dự thi phải đủ một cặp càng, một cặp chân bơi, ít nhất hai cặp chân bò. Cua được trói bằng dây trói cua không trọng lượng. Cua dự thi được cân khối lượng trên cân điện tử để đảm bảo độ chính xác. Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung sự kiện chế biến và công diễn các món ăn chế biến từ cua Cà Mau nhiều nhất Việt Nam, 69 món, cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau và kết hợp nhận bằng kỷ lục châu Á lẩu mắm U Minh. Với diện tích nuôi sen canh trên 250.000 ha, Cà Mau là nơi có sản lượng và diện tích nuôi cua nhiều nhất cả nước. Tổng giá trị sản lượng cua bình quân mỗi năm trên 10.000 tỷ đồng. Cua được xác định là ngành hàng chủ lực của tỉnh. Ngày hội cua Cà Mau là dịp để tỉnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu cua Cà Mau và các loại đặc sản của địa phương, là cơ hội để du khách trong và ngoài nước thưởng ngoạn thiên nhiên và trải nghiệm hương vị đặc sắc của Cà Mau.
Bên cạnh đó, đây còn là dịp để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh dịch vụ du lịch, ẩm thực với Cà Mau. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát sóng trong ngày hôm nay. Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho xưởng sản xuất viên nén gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Kim Ngọc thuộc cấp 4, xã Nha Bích, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước, làm thiệt hại nhiều máy móc tài sản. Do nơi xuất phát đám cháy chứa nhiều gỗ răm xay, gỗ vụn dễ bắt lửa nên ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội, làm cho công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Phản ánh từ khán giả Đỗ Văn Trình, số điện thoại 0963 3 8 4 5. Để có nguồn cát trắng về thay bát hương cắm nhang và buôn lại mộ người thân trong những ngày trước Tết, ngay trong những ngày đầu tháng chạp âm lịch, người dân Cam Ranh và Nha Trang Khánh Hòa đã đổ về khu vực mỏ cát trắng Cam Ranh để lấy cát rất nhộn nhịp. Được biết cát Cam Ranh rất trắng và mịn, từng được các nước công nghệ cao trên thế giới ưa chuộng và nhập khẩu, được coi là mỏ cát trắng duy nhất trong cả nước được thiên nhiên ban tặng cho tỉnh Khánh Hòa. Phản ánh với khán giả Nguyễn Văn Toàn, số điện thoại 0912 3 4 5 6. Cuối năm, trong khi làn sóng cắt giảm lao động trong lĩnh vực công nghiệp đang xảy ra tại nhiều nơi, thì đối với lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn nhiều cơ hội việc làm dịp cuối năm cho lao động tự do. Vào thời điểm này, nông dân tập trung sản xuất rau hoa vụ Tết, nhu cầu nhân công lại tiếp tục tăng cao. Đây là cơ hội tốt cho người lao động tìm việc làm, nhất là các lao động vừa chịu ảnh hưởng cắt giảm lao động từ các khu công nghiệp. Đặc biệt Lâm Đồng là địa phương an ninh, trật tự ổn định, môi trường sống tốt nên thu hút ngày càng nhiều lao động đến làm việc lâu dài. Phản ánh từ khán giả Minh Phương, số điện thoại 0917 3 8 4. Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, nhiều hộ nông dân sau khi nghiên cứu, tìm hiểu kỹ thuật và kinh nghiệm từ các mô hình nuôi gà đẻ trứng ở trong và ngoài tỉnh, đã mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng chuồng trại để phát triển chăn nuôi gà đẻ trứng quy mô hàng ngàn con trên một mô hình. Nuôi gà đẻ trứng khoảng sau 22 đến 24 tuần nuôi, gà bắt đầu đẻ trứng, tỷ lệ gà đẻ đạt khoảng 90%. Nhờ kiên trì tâm huyết với công việc, biết tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, nhiều hộ nông dân đã thành công với lựa chọn của mình khi nguồn thu từ trang trại nuôi gà đẻ trứng luôn ổn định, có phần nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân. Chia sẻ từ khán giả Nhật Bảo, số điện thoại 0919 3 4 1 9 9. Trong 5 ngày từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 12 tại quảng trường Đại Đoàn Kết tỉnh Gia Lai, tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch năm 2022 với chương trình đặc sắc. Đây là dịp để Gia Lai quảng bá hình ảnh con người, cảnh sắc, kích cầu, thu hút đầu tư phát triển du lịch. Tuần lễ góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch, đồng thời giới thiệu, tôn vinh quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm chủ lực của địa phương, các sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh đến với người dân trong và ngoài tỉnh Gia Lai. Chia sẻ khán giả Phạm Thủy Viên, số điện thoại 0974 3 7 6. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với huyện Hương Khê tổ chức buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Thông qua cuộc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của các cấp các ngành và người dân trong thực hiện các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình. Chia sẻ với khán giả Chí Quân, số điện thoại 0985 3 4 3 9 0. Chương trình Góc nhìn khán giả xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.